Mới về con SUV đẹp quá anh em ơi. Dù đời 2005. Cà phê anh em ha. Sạch đẹp. Con này biển số 66 anh em nha. Máy móc nguyên zin, thắng đẻ luôn nha. Thắng đẻ nhìn đẹp chưa? Đó. 16 của năm anh em vô hãng mua không có con nào chắc qua con này đâu nha anh em. Đó. Có vẻ như nó chạy siêu đầm luôn á. Đó nè, cam cò chưa mở nữa nè. Đây có mở nè. Mở nắp cam. Vậy là cái này có thể là người ta thay xem cam hoặc là canh chỉnh cam nha. Nắp sụp bắp thì chưa mở nè. À, nè con sau là quay báo nè, chuẩn xác. Để nằm em yên tâm chơi, áo sống nè. Áo theo xe luôn nè. Đó. Áo 204 kéo lên xài nè. Đẹp chưa? Áo 204 hẳn nó kéo lên nó xài ha. Số máy huyền thoại nè. 5VT2. À, đóng đẹp quá ha, nó đóng đẹp quá. Đóng nhìn nét ghê luôn. Đóng gì cho người ta dễ cà. Khó phi bay, khó phi mờ vậy á. Nó cái dòng da ở 5206 đôi xuống rồi nó núm vậy đó. Nó núm cái giờ số đó. Còn 207 đôi lên thì nó thẳng luôn. Ha, nó thẳng luôn, nó một cây thẳng luôn. Chứ không có bo vuốt núm. Biết nhiều quá, nhức đầu quá nè. Biết nhiều quá, gọi tới đâu phải nói tới đó. Bỏ không được. Cái bản tính. Dành Gossi. Nó đúng là dành Gossi nha. Dành Gossi nha. Chứ anh em đừng có nói là dành Vivid hay là mà dành da gì trong đó nha. 205 này nó xài nữa. À, đầu câm nó cục ngắn ha. Rất là ngắn ha, nhưng mà gầm dàn khè ha. Đồ xưa chất lượng. Nó thẳng ra con Jupiter UV nè, nó thẳng với anh em luôn á. Em thông tin em hỏi thợ hoặc là nhà anh em có xe anh em bổ ra. Cái cụ máy ở trong như là ký hiệu toàn đồ Thái. Thấy không anh em? Tại vì cái tầm năm đó thì cái xe này như là nhập linh kiện không á. Bởi vì đó nè, cho anh em nghe máy. Nói nhiều quá mất hay. 16 cũ năm không chơi chơi gì vậy. À, đồng hồ nó đẹp. Trời ơi, máy cắt tiếng. Bồ cho anh em coi nha. Bồ nó sắc sảng. Con sao nói vậy nha. Đó. Giữa ai thì chốt. Giữa anh nào thì anh đó chốt. Còn anh nào thấy cảm thấy nó khó ở điểm đó hoặc là cái điểm đó nó quá quan trọng với mình thì thôi. Đợi xe khác. À. Chứ đợi biết chừng nào đâu, xe này nó 16 của năm anh em mua alo liên hệ em nha, xin cảm ơn.